Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Ân Thi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển kinh tế xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt trên 260 tỷ đồng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Về hạn chế, còn để xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, thu gom rác thải dân sinh còn nhiều bất cập. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện Ân Thi đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Để huyện phát triển hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, khai thác hết được tiềm năng thế mạnh từng địa phương, khắc phục được các hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt là phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát triển khu cụm công nghiệp tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Huyện chúng ta đã đạt 262 tỷ đồng. Ban chấp hành, từ Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới đây cần phải sát với cơ sở hơn, sát thực tiễn hơn, sát với người dân hơn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cho phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư và đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư đất đai, môi trường, xây dựng và các công trình vi phạm. Tôi đề nghị là thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư lớn, các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh cũng như là của huyện phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong việc triển khai các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới theo hướng là sản xuất hàng hóa hiệu quả kinh tế cao và an toàn, có các giải pháp để khuyến khích liên kết trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta, hình thành các khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn xa khu dân cư. Đặc biệt rất quan tâm đến việc ứng dụng các cái công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Chúng ta diện tích sẽ ít đi, nhưng mà làm sao đấy giá trị gia tăng, năng suất lao động phải tăng lên. Cục huyện của chúng ta cũng được. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa tại di tích lịch sử cây đa Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, nơi thành lập chi bộ đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi và Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên năm 1941.